Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã có luật sư ở Tây Ban Nha. Thưa quý vị, mới đây chúng tôi vừa cập nhật được thông tin mới nhất liên quan đến drama chấn động. Thứ trưởng Bộ Văn hóa cho biết Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn tại ngoại. Pháp luật nước sở tại Tây Ban Nha chưa có kết luận nên Bộ đang chờ để xử lý. Sáng ngày hôm nay ngày 5 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết sự việc liên quan đến nghệ sĩ Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn đang là nghi vấn. Theo ông, vụ việc chưa có thêm thông tin gì mới, nhưng hai người này vẫn tại ngoại và chưa có truy tố. Đến sáng ngày 4 tháng 7, hai người vẫn tại ngoại, chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư để xử lý các vấn đề về pháp lý. Đại sứ quán đã cử người xuống tận nơi để giúp đỡ pháp lý, ông Đông thông tin. Trước ý kiến cho rằng việc Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đi nước ngoài không xin phép cho thấy việc quản lý viên chức lỏng lẻo, ông Đông cho biết không chỉ viên chức của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mà ở tất cả các bộ ngành cơ quan nhà nước thì công chức viên chức được quản lý theo luật, đồng thời quản lý việc đi nước ngoài đối với công chức viên chức đều phải xin phép thủ trưởng đơn vị hoặc là cơ quan chủ quản. Đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng phân cấp, không có đặc thù theo kiểu nghệ sĩ được ưu tiên hơn hay có đặc quyền đặc lợi, tất cả được xử lý theo đúng luật. Vì vậy, bất cứ ai phạm luật đều bị xử lý theo luật cán bộ, công chức và luật viên chức đã được ban hành, ông Đông nhấn mạnh. Bộ Văn hóa đã quán triệt cho tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ. Điều đầu tiên là công dân phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và đi ra nước ngoài thì phải tuân thủ pháp luật nước sở tại trong thời gian công tác hay là được đi nghỉ. Đối với hai trường hợp kia là Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, hiện pháp luật nước sở tại Tây Ban Nha chưa có kết luận nên chúng tôi đang chờ để xử lý các bước tiếp theo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thông tin. Trước đó, nhiều tờ báo của Anh và Tây Ban Nha đưa tin một cô gái 17 tuổi người Anh tố cáo hai người đàn ông được giới thiệu là một diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam cưỡng hiếp nạn nhân tại khách sạn trên đảo Majorca. Cô gái 17 tuổi nói với cảnh sát rằng mình bị tấn công tại khách sạn Antrax phía tây nam hòn đảo. Trước đó, cô gặp các nghệ sĩ ở một nhà hàng gần đó và giao lưu uống rượu với họ. Tờ báo địa phương Yutimahora đưa tin cô gái 17 tuổi nói với cảnh sát rằng hai người đàn ông 37 và 42 tuổi đã bắt cô tắm sau khi cưỡng hiếp để loại bỏ bằng chứng trong trường hợp họ bị buộc tội. Theo Myron, hai người đàn ông là diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng ở quốc gia Đông Nam Á. Cả hai bị giữ tại khách sạn không nêu tên vào đầu giờ sáng ngày 25 tháng 6. Họ hiện được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha. Còn cô gái người Anh được cho là đã rời khỏi hòn đảo cùng với gia đình sau khi được thẩm phán phê chuẩn. Ngày 1 tháng 7, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha vì cáo buộc hiếp dâm. Thưa quý vị, hiện tại Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh có bị cáo buộc vì tội hiếp dâm hay không thì vẫn đang chờ cảnh sát nước sở tại Tây Ban Nha đưa ra phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, đến sáng ngày 4 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn đang được tại ngoại, chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư để xử lý các vấn đề pháp lý. Như vậy, rõ ràng, sự việc drama lần này Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đích thị là nhân vật chính trong drama và không còn gì phải bàn cãi cho hai người nghệ sĩ Việt Nam đang rất nổi tiếng này nữa. Như vậy thì những thông tin đồn đoán mà cư dân mạng đã đưa ra những hình ảnh và thông tin điều hoàn toàn trùng khớp với Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Vậy thì không còn gì để chối cãi nữa nhé. Bây giờ chỉ chờ nước sở tại Tây Ban Nha đưa ra kết luận cuối cùng là Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh có phải lãnh án cho tội hiếp dâm hay không mà thôi. Và quý vị khán giả đừng quên theo dõi kênh Bản tin online trên cả nền tảng Facebook và YouTube nhé. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị ngay khi có thông tin nóng hổi nhất. Hình ảnh của Hồng Đăng bị cắt khỏi phim Thương Ngày Nắng Về. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Bản tin online. Thưa quý vị, theo ghi nhận của khán giả, hình ảnh nhân vật Đức do Hồng Đăng đảm nhiệm đã biến mất trong tập 40 của Thương Ngày Nắng Về. Duy nhất chỉ có một đoạn phim, nhân vật này có tiếng nhưng lại không có hình. Tối ngày 4 tháng 7, bộ phim Thương Ngày Nắng Về tập 40 phần 2 đã chính thức lên sóng VTV3. Sau những chờ đợi của khán giả, một thông tin được khán giả rất quan tâm trước đó là vai diễn Đức Xuân do nam diễn viên Hồng Đăng đảm nhiệm có xuất hiện trong tập phim này hay không. Theo ghi nhận của người xem truyền hình thì ở phần giới thiệu đầu phim cũng như là xuyên suốt trong tập 40, hình ảnh nhân vật Đức của Hồng Đăng đã biến mất duy nhất ở một phân đoạn. Khi Vân Khánh gọi điện cho Đức để hỏi xem anh có phải người gửi hoa đến nhà cho cô hay không, khán giả chỉ nghe thấy tiếng mà không có hình của Đức. Với tập phim được phát lại trên các nền tảng số VTV, hình nền xuất hiện nhân vật Đức Xuân cũng đã không còn. Hiện tại, trên mạng xã hội, khán giả vẫn đang tiếp tục tranh cãi về cái kết cho cặp đôi Vân Khánh và Đức Xuân. Người xem đưa ra nhiều phương hướng phỏng đoán,
Có lẽ biên kịch sẽ để nhân vật Đức Xuân mắc bệnh ung thư thực sự, chứ không phải nhầm lẫn như trước đây. Đức vừa lên chức, biết đâu công ty sẽ điều chuyển Đức đi công tác nước ngoài. Và xung quanh câu chuyện Hồng Đăng bị cắt vai cắt sống, một số người khác lại cho rằng việc cắt vai ở thời điểm này là không hợp lý. Nếu phim mới bắt đầu thì không sao, nhưng trường hợp này phim đã phát sóng đến giai đoạn cuối rồi. Nếu sửa kịch bản, thay đổi nội dung thì có phần gượng ép. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất hiện vẫn không đưa ra bất kỳ bình luận hay là hé lộ gì về nội dung phim. Trước đó, trả lời câu hỏi về diễn biến phim, biên tập viên Diễm Quỳnh đã nói với phóng viên báo Dân Trí, khi xem khán giả sẽ biết, Diễm Quỳnh từ chối thông tin thêm. Về câu hỏi lãnh đạo VFC hiện có liên hệ được với diễn viên Hồng Đăng hay không và nắm được những lùm xùm được cho là liên quan đến nghệ sĩ này, biên tập viên Diễm Quỳnh cũng nói, những thông tin thuộc về nội tình không thuộc thẩm quyền của đài truyền hình, chúng tôi từ chối bình luận. Việc sản xuất một bộ phim có rất nhiều yếu tố, tuyến nhân vật, nhiều công việc để làm. Những thông tin thời sự chúng tôi sẽ xử lý thông qua sự chỉ đạo phân công của lãnh đạo đài, bà Diễm Quỳnh chia sẻ thêm. Không chỉ phim Thương Ngày Nắng Về cắt bỏ hình ảnh của diễn viên Hồng Đăng đang vướng ồn ào ở Tây Ban Nha, mà những phim có nam diễn viên này tham gia diễn xuất đang được phát lại trên các kênh và cất sóng của VTV cũng tạm dừng thay bằng phim khác. Sự thay đổi đột ngột này là động thái mới nhất từ phía VTV sau thông báo tạm dừng phát sóng các chương trình phim có Hồng Đăng. Chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần mùa 2 ban đầu dự kiến phát sóng tập đầu với khách mời là Hồng Đăng vào tối ngày 2 tháng 7 trên sóng VTV3. Cuối cùng cũng đã được thay bằng tập 2 có diễn viên Lan Phương là khách mời. Hiện giờ các video clip hay hình ảnh của Hồng Đăng ghi hình cho tập 1 của Cuộc Hẹn Cuối Tuần cũng không còn xuất hiện trên fanpage hay là kênh YouTube của trang VTV Giải Trí. Có thể nói sau sự việc chấn động lần này, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh nếu thật sự là hai nhân vật chính trong câu chuyện ở Tây Ban Nha thì có lẽ rằng sự nghiệp của diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng đã chính thức bị đóng cửa và khó có thể quay trở lại showbiz như xưa. Mẹ Hồ Hoài Anh mất liên lạc với con trai, Học viện Âm nhạc Quốc gia liền đưa ra thông báo khẩn. Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Bản tin Online. Liên quan đến tin đồn Hồ Hoài Anh bị bắt ở Tây Ban Nha, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mới đây đã đưa ra thông tin nóng. Gia đình nam nhạc sĩ cũng đã chính thức lên tiếng. Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phải giải trình sau khi về nước thuộc thẩm quyền của phía Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong khi đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, sau khi họp, phía học viện đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Theo đó, thì Ban Giám đốc yêu cầu nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau khi về nước phải trình diện và làm biên bản giải trình về việc đi nước ngoài không xin phép. Từ hôm qua đến nay, phía gia đình của Hồ Hoài Anh chưa có thông tin gì thêm. Khi nào về thì anh ấy phải giải trình diện. Mẹ của Hồ Hoài Anh có báo từ hôm trước, nhưng đến thời điểm này cũng không liên lạc được nữa, ông Tuấn cho hay. Trước đó, thì Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang là giảng viên, đã có cuộc họp khẩn sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh thông tin từ truyền thông. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã chỉ đạo nhà trường báo cáo về vụ việc trên. Theo như ông Lê Anh Tuấn, trước hết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã vi phạm quy định tự động ra nước ngoài, nhưng không xin phép hay thông báo tới nhà trường. Khi về nước, nhạc sĩ này sẽ phải làm bản tường trình, báo cáo về việc ra nước ngoài mà không xin phép với nhà trường. Trong cuộc họp diễn ra vào tối ngày 1 tháng 7 vừa qua, thì Ban Giám đốc nhà trường đã thống nhất đề xuất Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tạm đình chỉ công tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh để đợi kết luận điều tra chính thức. Trước những thông tin trên, thì cư dân mạng liên tục để lại những ý kiến mỉa mai nam nhạc sĩ như sau. Ban Giám đốc chắc nghĩ anh là tôn ngộ không chắc, chuyển sang nghệ thuật thứ 7 cũng được của nó. Khó vậy mà cũng nghĩ ra được, anh còn đang bận chưa về được nha. Ông bà ta chuẩn phết, đã sắp xếp nghề nghiệp ra làm 4 loại là sĩ, nông, công, thương, còn đám này thì bị gán cho là sướng ca vô loài, cấm có sai. Nghệ sĩ như củ hành tây vậy, lột lớp này lại lồi ra lớp khác, mà lớp sau mùi lại càng hăng hơn lớp trước. Đã được về đâu mà giải trình, mấy anh làm khó người ta quá. Giờ này năm sau không biết có về được hay không mà giờ này bắt trình diện. Sao mà về được, cứ làm khó nhau thế, tầm chục năm nữa mới về được anh nha. Đa số khán giả đều cho rằng ông xã Lưu Hương Giang hiện chưa thể có mặt tại Việt Nam
vì nghi vấn rằng anh có liên quan đến ồn ào cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi ở Tây Ban Nha. Thậm chí một số cư dân mạng còn đề cập đến cả trường hợp nam nhạc sĩ sẽ phải đi tù, trả giá cho hành động sai trái của mình. Tuy nhiên thì tất cả chỉ là những đồn đoán từ phía cư dân mạng, chưa có tính xác thực. Liên quan đến sự việc hai nghệ sĩ bị bắt ở Tây Ban Nha, Đại sứ quán bước đầu đã triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Hai công dân đã được tại ngoại mà không cần bảo lãnh, tuy nhiên không được rời khỏi Tây Ban Nha trong quá trình điều tra. Được biết quá trình tố tụng và đưa ra xét xử chính thức của Tây Ban Nha có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Từ giờ cho tới lúc đó chưa thể khẳng định hai nghệ sĩ có tội hay là không. Bên cạnh những luồng dư luận công kích cá nhân, cũng có nhiều ý kiến nghiêng về giả thuyết rằng hai nghệ sĩ là nạn nhân của một vụ lừa đảo đã được dàn xếp từ trước. Cũng nhân dịp này, hàng loạt bài viết cảnh báo người dân trong nước về sự hiểm nghi khi đi du lịch châu Âu, nhất là đến những nơi nổi tiếng về tệ nạn. Ở đó bạn có thể bắt gặp những cô gái nhà lành đi du lịch cùng gia đình, nhưng thực ra là miếng mồi, có thể gọi là gái mại dâm trong một cái bẫy. Khi không tống tiền được tại chỗ, chúng sẽ lưu lo lên là cưỡng bức xâm hại, công bố tuổi nạn nhân chưa 18 và sẽ báo cảnh sát. Và không chỉ những du khách nước ngoài nhẹ dạ mới dính đòn. Vào năm 2010, hai ngôi sao bóng đá Pháp Ribéry và Benzema phải hầu tòa vì trót mua dâm với một cô gái chưa đủ 18 tuổi. Tại Pháp, mại dâm được coi là hợp pháp, ngoại trừ hành vi mua dâm trẻ vị thành niên. Jaya đã cứu hai cầu thủ khi khai trước tòa rằng đã không cho họ biết tuổi thật của mình. Hai ngôi sao thoát án tù, còn Jaya trở nên nổi tiếng, có đà chuyển sang làm diễn viên và nhà thiết kế. Từ trường hợp này chúng ta có thể rút ra, sự nổi tiếng có thể mất đi một hành vi bất cẩn, nhưng cũng có thể chuyển từ người này sang người khác. Vụ việc của hai nghệ sĩ Việt Nam tưởng chừng có nét tương đồng với vụ diễn viên Cao Văn Tường Trung Quốc và Vương Tinh bị tố cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ ở Úc. Nhưng thực tế, cả ba đều đang làm việc trong cùng một đoàn phim và có dấu hiệu thuận tình vào lúc bắt đầu hành vi thân mật. Thế nhưng cũng phải mất tận 2 năm kiện tụng, tòa án Úc mới phán Cao Văn Tường tránh án. Nhưng sự nghiệp và gia đình riêng của anh đều không thể cứu vãn được nữa. Vì chưa có tiền lệ ở Việt Nam nên chưa rõ các bên liên quan sẽ phản ứng thế nào sau khi vụ việc của hai nghệ sĩ đã được ngã ngũ.